vợ của chú là người dân tộc Mơ Nông đó, thì cái câu chuyện tình của chú với lại vợ của chú ngày xưa là một cái câu chuyện tình phải nói là như trong mộng, trong mơ luôn á, chứ không phải là một cái câu chuyện tình khá là bình thường ngay tại vùng đất Tây Nguyên này đây. Cô ta tắm, giặt đồ, mà mình thì lên trên tắm thì cô ta không cho, cô ta chỉ xuống, ý nghĩa là không có nói được. Chỉ lấy tay chỉ xuống con đường nước kìa nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng nay Bùi Hồ cùng với chú Tuấn đang có mặt tại huyện Đắk Pin, tỉnh Đắk Nông, một tỉnh ở vùng Tây Nguyên Đại Ngàn. Hôm qua thì sau khi cuộc dừng chân 12 giờ khuya thì chú Tuấn cũng ngủ khá là ngon. Và chú có nói với Bùi Hồ một cái câu mà Bùi Hồ rất là ấn tượng là hơn 40 năm nay như thế nào chú? Hơn 40 năm nay mình có cảm giác mà mình mới tới với cái vùng mà hồi đó mình ở rất là sung sướng. Rất là thoải mái con người mình mà được đi cùng chung với những người mà mạnh thường quân. Và chú nói thêm một cái câu nữa mọi người mà mình nhớ hoài, hơn 40 năm nay chú mới ngủ được ở trong nhà tường. Mọi người thấy xúc động ghê chưa? Nói câu này bây giờ tự nhiên mình muốn có cái cảm xúc mà dâng trào lên, mà mình cảm thấy cuộc đời của mình rất là mãn nguyện lắm. Về á thì chú ngã lưng liền. Và 4 giờ sáng rồi, chú đã thức rồi. Chú nói là chú ngủ không được. Chú trằn trọc vì khi trở lại cái vùng đất này nè, chú ao ước chỉ tìm lại được con của mình thôi. Còn mọi chuyện mà nó mệt mỏi thì chú gác qua một bên. Và vui nhất là cái hành trình của chú được chia sẻ những cái thước phim mà chú xem về Tây Nguyên, mà lúc mà Bùi Hồ bắt ở trên xe cho chú xem á, chú cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là sung sướng khi mình nhìn được cái cảnh đó, hồi tưởng lại là đúng là cái hồi tưởng hồi xưa của mình đây nè. Nó có một cái cảm giác rất là luyến luyến của cuộc đời của mình. Là đi chiếc này có thể là mình có thể là có thể là mình tìm được đứa con của mình. Đó là hy vọng của chú cũng như là hy vọng của ba chú giáo luôn mọi người. Vì đâu đó cũng không có thấy được mặt con thì rất là buồn. Mà đặc biệt là xa cách cũng đã gần 50 năm rồi. Hôm qua mấy chú cháu có trao đổi với anh chủ nhà trọ thì định vị được một cái nơi mà chú ngày xưa chú từng ở. Đó là một cái hồ Tây. Hồ Tây. Dạ, người vợ của chú là người dân tộc Mơ Nông. Đó, thì cái câu chuyện tình của chú với lại vợ của chú ngày xưa là một cái câu chuyện tình phải nói là như trong mộng, trong mơ luôn á, chứ không phải là một cái câu chuyện tình khá là bình thường ngay tại vùng đất Tây Nguyên này đây. Khi đến vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn thì có một đặc sản mà cô bác quý anh chị không thể nào bỏ qua. Đó là cà phê Tây Nguyên. Hai mình có hỏi rằng là ở đây có hai quán cà phê khá là nổi tiếng, và các anh em sáng lại lật đật dậy từ sáng sớm hơi một cái chiếc xe. Nhưng mà hiện nay là đã 8 giờ rồi. Cô bác quý anh chị có thể thấy là màn sương nó vẫn còn đang bao phủ đó. Và mấy chú cháu sẽ vào đây thưởng thức một cái ly cà phê ngay tại cà phê Nghinh Phong, ngay tại thị trấn Đắk Minh, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông, một cái tỉnh vùng cao của nước Việt Nam. Chú có điện thoại. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây thưởng thức một ly cà phê cùng với Bùi Hồ cũng như là chú Tuấn và anh Một Đồng nha. Sáng nay mà áo này là thấy lạnh giống như ở Tây Bắc vậy á mọi người. Hello. Một ly cà phê đen ép đá của mình mọi người. Một ly cà phê này nó ít đá thôi, chứ có lẽ là vì cái không khí lạnh á nên ở đây người ta sẽ ít uống đá. Và mình kêu đen cà phê đen là không có đá nha. Và chú Tuấn cảm nhận ly cà phê này như thế nào chú? Rất ngon. Ngon lắm hả? Rất ngon. Rất là ngon. Con cũng đã thưởng thức cà phê rất là nhiều nơi, nhưng mà đây là lần đầu tiên được thưởng thức cà phê ngay tại ngay gốc nông. Gốc luôn. Đắk Nông nó lắc cà phê số 1. Con mời chú uống cho mọi người xem với. Vô vào, vô nhà. Trời ơi. Hết đi vào. Điếc lên. Cà phê gì ngon như vậy? Cái này là loại nhất luôn nữa đó, không phải là nhì luôn nha, loại nhất luôn á. Ủa ngon quá. Chắc nhận luôn hả? Là mình uống vô là cái tự nhiên mình có cái cảm giác là cái cà phê nó bay cái lỗ ra cái lỗ mũi mình đó, nó ấm ở trong hòa quyện vậy đó, uống ngon lắm, chắc nhận luôn. Không quá ngọt, không quá lạnh, vừa có vị nồng của cà phê và đặc biệt sau khi mình hớp vào á, cái hương cà phê á nó móc lên cái sống mũi của mình á. Đúng. Ồ, nó cái cảm giác nó phải nói là chính xác.
Đúng rồi. Cà phê ở Tây Nguyên nồng nàn hương vị ha. Thôi. Ngon lắm mọi người. Có về đây phải thưởng thức một ly cà phê ha. Uống không được cũng cứ uống, nhưng mà mình Bùi Hồ có một cái thói quen á, là mỗi buổi sáng là phải uống một ly cà phê trước khi làm việc. À. Dạ, ăn uống sao? Và chú đây cũng là lần đầu tiên á, chú cũng được thưởng thức cái mùi cà phê của tại ở đất nông này á, là mùi cà phê uống rất là ngon. Nhưng mà sáng là chú có thường uống cà phê không? Có, mà chú chỉ uống cà phê sữa thôi. Dạ. Sữa nóng quậy lên á. Nhưng mà tại sao, lý do sao sáng này chú lại uống cà phê riêng chắc? Tại vì lúc khi mà nghĩ những cái quán cà phê này là những nơi đặc sản của nó, là những cái nơi cà phê là chính gốc, uống rất là ngon, nó không phải giống như cà phê như ở Sài Gòn. Mùi vị nó khác hẳn rồi, uống như vậy là thấy biết liền. Tại vì chú hồi nãy đầu tiên hớp vô cái trời nghe thấy nó đã gì đâu, lưng lưng như một ly cà phê rất là tốt, ngon. Thật sự là vậy, đây là nói, không phải là nói dối lòng. Dạ. Nói thật lòng luôn. Quá, quá tuyệt vời luôn. À, quá tuyệt vời. Phải nói là cực kỳ ngon. Sáng sớm mà có một ly cà phê như thế này là số 1. Tỉnh người luôn ha, tỉnh rồi. Nhưng mà đặc biệt là ngon nhất là giữa cái không khí xe lạnh đó. À. Chú có thấy là không khí nó xe xe lạnh lạnh đó. Cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Mà việc mà đi tìm người thân á, mình phải đi từ bắt đầu khoảng từ 9 giờ mình lại đi tìm. Thì lúc đó mọi người ở nhà hoặc là mọi người đi làm nữa, mình có thể chuyện hỏi. Đôi khi mình đi sớm mình đâu biết người đường đâu mình hỏi. Đâu rồi, chính chắn. Đây là Hồ Tây. Ngày xưa thì chú Tuấn, một ông cụ nhặt ve chai trong đêm ngay tại thành phố Long Xuyên, An Giang, đã từng có chuyến hành quân về đây. Và nơi định mệnh này á, chú đã từng gặp được người yêu của mình cách đây khoảng gần 50 năm về trước. Hôm nay trở về đây để tìm lại ký ức ngày xưa, ký ức mà chú đã đặt một cái niềm tin vào một cô thôn nữ người Mơ Nông. Và để hiểu rõ thêm về cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng nghe chú Tuấn thuật lại cái câu chuyện tình yêu ngày xưa, cũng như là vì sao chú lại có một cái mối tình chớm nở ngay tại cái Hồ Tây này ha. À, như vậy là cũng xong một buổi sáng. Chú cháu mình đang có mặt tại huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Đây là cái bờ hồ mà chú thường chia sẻ với con, với lại anh một đồng gần, là đối với chú đó, chú đã từng sinh sống tại nơi này, đó là Hồ Tây. Đúng. Thì ký ức ngày xưa như thế nào chú? Ký hồi xưa là cái Hồ Tây này nè, chú nhớ hoài là những cái điểm mà cô gái thượng mà hay đi qua đi làm đó, phải không? Là chú hay ngó và nhìn. Tại quân mới đưa lên thì đâu dám chọc kẹo. Thôi từ từ tìm hiểu được cái cuộc sống của những người thượng ở đây. Thì thanh niên xung phong mà, mình cũng có cái tình cảm chọc quẹo, cuối cùng cũng dính vào trong cái điểm tâm của một người con gái. Nhất là ngay chỗ cái đường suối, cô ta tắm, giặt đồ, mà mình thì lên trên tắm thì cô ta không cho, cô ta chỉ xuống, ý nghĩa là không có nói được, chỉ lấy tay chỉ xuống con đường nước này nè. Thì mấy người bạn bè nói là, nó kêu mày là xuống đừng có tắm trên đầu đó đó. À, giờ nhớ hoài những cái kỷ niệm như vậy. Rồi sau này mình mới biết, dần dần cái bắt đầu cái tiến tới để mà mình có tình cảm, mình thương cái người đó. Nên từ đó bắt đầu mình mới sinh lầm ra có vấn đề, có con cái với người ta. Rồi trong thời gian mà sinh nảy mầm con gái đó, là lúc đó thanh niên xung phong á, là chưa được mấy ngày là mình đã bị rắn cắn, là chuyển viện về thành phố, là bệnh viện Sài Gòn. Nằm ở bệnh viện đâu mười mấy ngày. Rồi sau này lên thì không còn quân nữa, không còn đóng đô đó nữa. Thời gian sau lên không còn đóng đô đó nữa. Cuối cùng mới gặp được cô ta lần nữa thì mới quen nhau luôn. Dẫn đi đầu này, dẫn đi đầu kia, đi làm thuê, làm mướn, đi làm lọ, chặt lỗ. Bây giờ mình mới cảm thấy cái cuộc đời mình nó rất là mong manh khi mình nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa tới bây giờ.
đây là cái hồ này là hồ nhớ hoài, không bao giờ quên, đi đâu thì đi, nhưng mà thay đổi nhiều quá, phải nói bỡ ngỡ nhiều dữ lắm. Có đi tìm các nơi hết rồi, bây giờ gặp những người ta, người ta nói bây giờ là những cái bộ tộc họ dẫn đi hết rồi. Đây là cái mong manh của mình, ước mơ kiểu như là chắc không thể nào mà tìm được rồi. Chú có nhớ vợ mình tên gì không? Và năm mà chú gặp vợ chú là bao nhiêu tuổi? Năm mà gặp vợ của chú là năm đó cũng khoảng cái chừng 30, 35, 36. Lúc đó là chú của tuổi cũng còn trẻ lắm, cũng khoảng 30 mấy, 33, 34. Vợ của mình là nó hơn mình 3 tuổi, mà không biết nói chuyện tiếng Việt đâu. Dạ, chú ra là... dấu mà. Dạ, người dân tộc. Người dân tộc ra dấu. Ra dấu là mình hiểu là cái dấu đó là có nghĩa là mình nhỏ tuổi hơn cô ta tới là 3 tuổi đó. Nhớ hoài, không giờ quên. Nhưng mà làm sao để mà chú và vợ chú có thể đến tình yêu nhau được? Nói đúng là hồi đó chú cũng mạnh dạn, tình thương mà. Khi mình đến mình cũng mạnh dạn, không sợ sợ. Hầu như anh em ở đây cũng chọc nhiều. Lúc đó thanh niên xung phong năm đó 81, nhớ hoài. Mỗi lần những cái người thượng mà đi, họ cởi voi mà, cởi voi họ đi ngang cái chỗ mình rồi mình cũng thấy cảnh như vậy. Thứ nhất là không rành về ngôn ngữ, thì chú muốn tỏ tình với vợ của chú á, thì chú làm như thế nào? Đầu tiên không có biết tiếng lệ ở đâu, nhưng mà sau này đổi chát bằng vấn đề ba cái đồ mà quân trang của mình đổi, lấy gạo. Đổi lấy gạo. Dần dần cái vô trong sóc đó mới hiểu được cái sóc trong đó. Nhiều khi mình lấy nhiều cũng không cho. Nhiêu đó là nhiêu đó, nhưng ngoài ra không được nhiều là hết. Nhưng mà làm sao mình tỏ tình với vợ mình? Tỏ tình đó thì cũng là thời điểm đó đó. Yeah. Thời điểm mà vô đổi gạo đó. Rồi chụp giật, rồi húng hít đủ thứ rồi. Thời trai trẻ rồi, trai trẻ rồi. Sau này cũng hẹn dữ lắm mà. Nói đúng ra gia đình của anh cô ta cũng khó lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Giờ nói ra sợ mắc cỡ. Thật sự là cái thời điểm đó là điểm đến không biết ngôn ngữ nhưng mà vẫn đó. Mà không phải riêng một mình đó nha, cũng có nhiều người đó đó. Không chụp là mất đó chứ bây giờ. Không chụp là mất đó. Nhiều lắm á. Chắc cô gái đó phải nói là cực kỳ xinh đẹp nên mới không phải là riêng cô gái đó đâu, mà nhiều cô khác cũng vậy nữa, cũng có nhiều thanh niên rồi. Ở trong là thanh niên xung phong họ cũng chụp dữ. Chứ không phải riêng mình một mình. Điều này là khẳng định luôn. Tình yêu ngày xưa vụng dại nhưng mà vụng dại dữ lắm. Kiểu là chân chất hay chứ ha. Nhưng mà thật lòng. Tình yêu chân chất thật lòng. Sau này cô ta đi theo mình mới là khổ. Nói đúng là khổ. Cái ngày mà chú kể rằng là sau đó thì chú bị gắn cắn. Đúng không? Chặt lò ô gì đó chú bị gắn cắn. Sau đó chú mới về Sài Gòn là chú trị bệnh. Trị bệnh ở bệnh viện Sài Gòn. Thì cái thời đó là trị bệnh đâu cũng khoảng được nửa tháng là hết rồi. Muốn lên đơn vị lắm mà thôi, tội gì phải lên. Đã về Sài Gòn được rồi lên chi. Nhưng mà sau này cũng quyết định lên. Sau này không phải là lên mà lên ngẫu nhiên thôi nha. Lên mà có nghĩa là cũng hốt lên đại đó. Rồi con muốn hỏi nè, lúc mà chú quay về Sài Gòn đó thì chú có cho có nói gì với vợ của chú không? Lúc đó chưa đâu, mới có đơn chấm nợ thôi. Mới chưa nợ thôi. Chấm nợ khi nào mới có mặn nồng? Bắt đầu lên đợt thứ hai đó. Lên đợt thứ hai cũng là thanh niên xung phong luôn. Kiểu như hốt lên đại là thanh niên xung phong. Yeah. Bây giờ mới hiểu là tại sao mình còn sống tới ngày hôm nay rồi đó. Tại vì cái chú đó nói mình mới hiểu. Ổng nắm hết được hết tất cả những đề đó. Có một lúc nãy thì có một khoảnh khắc là chú đi tìm một cái người mà lớn tuổi nhất ở trong cái vùng này. Đúng. Thì chú kia làm bảo vệ ở trong một cái quán cà phê, thì chú hỏi rằng chú kia nói là mà cũng may á là chú về Việt Nam, về lại
Sài Gòn. Chứ nếu như mà chú còn ở đây thì chắc không phải là chú Tấn của 70 mấy tuổi bây giờ. Đúng. Mà bên có chắc là không tìm ra được nữa đâu. Chú không phải. Chú bây giờ chắc cũng là ngủ nấm xương tàn thôi. Chú hả? Bởi vì khi mà người ta nói cái câu đó, cái tự nhiên cái hình như là cái lời nói của người ta đó, mình bắt tay người ta liền. Yeah. Mừng. Mà thiệt, mình như là mình cũng đúng rồi, không có đi sai được. Chứ hồi đó nó đúng ra mình cũng được dạng là thanh niên xung phong, cũng nằm trong bên cái chủ lực luôn á, lực lượng của thanh niên xung phong hồi đó ở Nguyễn Trãi mà. Hồi xưa thì trên cái hồ này, và kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của chú? Đáng nhớ nhất là trên con đường là mấy người xuất thượng họ đi, phải không? Dạ. Họ mang theo những con voi họ đi làm, thì đứng ngó nhìn, nhớ nha. Khoảng có chừng 5 giờ, 4 giờ vô nha. Làm cái gì vô để mà đổi chát những đề mùng bền để mà ăn đó, không? Lấy gạo ăn. Chỉ có đổi gạo thôi. Chỉ có gạo là ok thôi. Giống vậy đó. Cái thời gian mà chú gặp vợ chú lần đầu tiên cho đến khi mà tình yêu chớm nở mà có được đơn hoa kết kết trái là có con á, thì bao lâu? Lúc đó làm lọt tháng. Là bao lâu chú yêu nhau mấy năm? Lúc đó làm lò than là cũng được năm, hơn năm luôn. Cô ta cũng tội, đi theo để làm than, cưa củi, rồi đổi chát ba cái gạo rồi lương thực vô để mà làm than, để mà đổi lương thực để ăn. Là làm than ngày xưa gọi là đốt lò ô đúng không? Đốt lò củi. Dạ. Lò ô là chặt cho xe của người ta vô, ta bốc đi về. Còn ngày mình làm lò là tự chủ mình luôn. Cái đó là mình đốt than để bán đó. Ừ. Hồi nói đốt lò ô đó là mình bập bùng à? Bập bùng không, lò ô là chặt để trên xe cho người ta. Cũng vác lên xe nữa. Hồi đó còn nữ xứ đây cũng là xứ lò ô không. Về đây thì cái cảm giác của chú như thế nào ạ? Sau khi mà bây giờ mình thấy cái cảm giác của mình đó, thì nó đúng ra thì nhờ có sự hỗ trợ của con đó. Mà đi như vậy thì bây giờ cái ước mơ mình cũng mãn nguyện. Quá tốt. Mà hiểu ra tất cả những mọi chuyện, những gì mà bây giờ tụi con đã giúp đỡ cho chú. Đó là chú rất mừng. Mừng lắm. Thật ra con cũng thường hay nói với chú rằng là cái việc tìm con của chú mong manh. Mong manh. Nhưng mà con sẽ giúp chú thực hiện một cái chuyến về Tây Nguyên. Nơi mà chú đã từng sinh sống. Được hay không được là một cái chuyện, kết quả như thế nào á là một cái chuyện khác nữa. Nhưng hành trình của chú cháu mình đi tìm á, mình phải thực hiện, phải đi. Đúng. Đi để cho chú thỏa lòng ước mơ. Đúng, thỏa lòng ước mơ. Không có nói tiếc gần. Tại sao thời điểm đó mình lại không đi? Mà nó đi nó lại sống còn ngày hôm nay rồi đi tìm đứa con thì cũng đây là cái điều của ước mơ mình thiệt. Vợ của chú tên gì? Tên là Khâm Anh. Khâm Anh. Khâm Anh. Con của chú? Con của chú tên là Sơn Ni. Sơn Ni. Sơn Ni, Sơn Ri gì đó. Vợ của chú sinh con của chú được bao lâu thì vợ mất? Sinh ra thì nói đúng ra cũng khổ cực lắm rồi. Cũng trốn gia đình. Rồi mình cũng cố gắng quyết thương vợ thương con. Sau này vợ mới đưa đứa con về cha mẹ. Rồi mới lên cho mình thì thời gian sau này là chưa được bao nhiêu tháng rồi. Cô ta bị bệnh chết. Bệnh gì hả chú hả? Bệnh sốt rét. Sốt rét chết. Bệnh lúc sốt. Mà vợ chú mất thì chú có ở đó không? Có. Chú còn nhớ cái nơi? Nhớ điểm mà nơi mà ở bệnh viện Định Quán. Định Quán ở Đồng Nai hả? Định Quán Đồng Nai. Ủa vợ chú có về trong miền Nam luôn? Có, đi theo luôn mà. Đi theo làm lò. Chết ở Định Quán Đồng Nai. Chết ở sau này chôn cất. Không phải chết Đồng Nai. Có nghĩa là bác sĩ nói rằng là vợ của chú không sống nổi đâu. Bây giờ trở về đi là đưa lên xe thồ đó. Đẩy về. Rồi sau này chôn ở đâu chú Tấn? Không có chôn, thiêu. Thiêu rồi. Đốt lấy lửa đốt lên. Hài cốt của cô để đâu? Hài cốt là cha của cô ta đem về. Đem về.
cái cha cha của cô ta thương lắm, thương cô ta lắm. Cái ngày mà cô mất á, chú nhớ là năm bao nhiêu tuổi không? Cô mất là nhớ là năm 36, 37, 36, 37. 36, 37 tuổi cô đó. Lúc đó chú có khoảng cỡ chừng 32, 32, 34 tuổi. Con của chú lúc đó bao nhiêu tuổi? Được 6 tháng, hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng là đưa người cha đó nha. Chú có chia sẻ với con rằng đó là vợ của, ba vợ của chú rất là khó. Khó, đúng rồi, rất khó. Và cái ngày mà cô mất thì ở trong Đồng Nai vì cái căn bệnh sốt rét. Vậy thì khi đó hỏa thiêu rồi, chú giao cái hồn hài cốt của cô lại cho ba của mình. Thì ba vợ của mình thì ba vợ của chú có nói gì với chú không? Nhìn cử chỉ thì ông không có nói gì hết. Tại vì ông biết cái số bệnh chết rõ ràng, chết khi mà đưa về nơi mà. Và chính ông là chặt cây này nọ thiêu luôn á. Còn nhớ cái chỗ thiêu nữa. Thiêu ở đâu chú? Thiêu ở Đồng Nai. Bệnh, cái thiêu ở trong bệnh viện hay là trong chùa? Không, thiêu cái chỗ đó gọi là cái chỗ là cũng dãy núi mà ta gọi là Mã Đà đó. Mã Đà, thiêu Mã Đà. Mã Đà. Nếu mà thuộc về con đường đó chú cũng còn rành lắm mà. Bây giờ không biết đường xá là như thế nào. Nổi cái chỗ này không mà nó đã như thế này. Bây giờ rừng rú ở trong không biết làm sao. Chú còn nhớ ngày mà vợ chú mất không? Ngày tháng? Nhớ mất vào cái ngày mùa trời mưa lầy lội lắm. Chú có nhớ ngày tháng chính xác không? Là lúc như tháng 9. Tháng 9? Tháng 9. Ngày nào chú nhớ không chú? Tháng 9 là lúc mà khi mà nằm trong viện cái ngày Quốc Khánh đó nha. Ngày lễ Quốc Khánh. Ngày 2 tháng 9. Chính chú còn đem mấy miếng cơm ở trong bệnh viện đó mà người ta không ăn, mình xin để cho vợ mình ăn. Ăn xong là tới cái ngày đó đó, bác sĩ nói không sống nổi, có cái gì đem về nhà đi. Và chú là thời gian chú đi làm thuê làm mướn cho trụ tàu mà, chú đi làm củi này nọ đủ thứ đó. Người ta thường nói cái câu gì nè, đánh trận tử vong ít mà số ghét thì tử vong nhiều. Và tử vong này đối với những người mà trong bộ đội á, trong quân ngũ á. Nhưng mà không may vợ của chú là một người phụ nữ không có đi đánh trận mà bị mất vì cái căn bệnh sốt rét ha. Bây giờ tên tuổi sốt rét của cô ta vẫn còn nằm ở trong bệnh viện đó. Tên của chú cũng vẫn còn nằm trong đó. Vì sao một người Kinh lại yêu một người thường mà người dân tộc, người mình yêu là người Mơ Nông? Thì cái hành động nào của vợ của chú để cho chú nhiều ấn tượng nhất mà chú đem lòng yêu thương? Ấn tượng nhất á là khi mình ở ngay cái bờ suối thương nhau, tâm sự dễ sợ. Không nói ra lời, mình ôm chồm, mình hung hít rồi cuối cùng sau này có con có cái. Đó là mãnh liệt của tình yêu khi thời mà còn trai trẻ. Nếu rồi, không bao giờ quên. Bây giờ mà nếu mà tới con đường, cái chỗ mà tình yêu là ngay chỗ con đường đó, vẫn còn nhớ đó. Từ đây cách đây cũng khoảng cái chừng 100 cây số, cây số 200 đó. Thương mình lặn lội đi dữ lắm. Lúc đó là ở bệnh viện lên hốt lên trở lại đó nha. Hốt lên thanh niên phong trở lại, mình cũng mò tới đó, gặp nhau đó. Đó, kỷ niệm là không bao giờ mà quên được. Còn cái hồ này sao là liên quan như thế nào? Cái hồ này hồi xưa là chú quen nhau đó là lúc đó là cô ta đi làm. Đi làm chọc vẹo. Rồi dính đi vô đổi chát đó. Yeah. Đổi chát mùng mền của thanh niên phong đem vô đổi. Yeah. Đổi mới dính được. Tại ngay hồ này hả chú? Ngay hồ này luôn. Mà đi vô trong sóc đó, vô trong sóc đó, rồi vô đó đổi á. Có nghĩa là hành đi cũng xa đúng không? Thờ, từ trong đó vô cũng khoảng cỡ chừng hơn cây. Nhớ quá. Mà đi đâu phải mà đi mà đâu phải là đi được công khai đâu, lén mà đi thủ trưởng đi cho mà chuyện đơn giản. Mà táo bạo mà thời đó thời đói nữa chứ. Đấy. Đói. Hôm nay con thấy một cái hồ rất là lớn, rộng lớn bao la luôn. Ừ. Đây là cái một hồ nhân tạo hay tự nhiên chứ? Đây là hồ của nó đó. Hồi xưa tới giờ đó chú? Ừ, xưa giờ luôn. Để chỉ cần tới cái hồ là mình biết liền, hồi cái thời đó liền, ở đâu biết liền.
đó, nhớ liền. Ủa? Chắc là đi vòng bên kia qua bên đường đó quá, phải không? Bên đó cũng có cái đê phải không? Dạ, tí xíu chạy đây vòng vòng đó đi. Qua những thông tin của chú Tuấn chia sẻ thì đến bản thân những người như con nè, con chỉ thường nói với chú một cái câu đó. Chú muốn đi về đến địa điểm này, chú muốn đi đâu, con với anh một đồng sẽ chở chú đúng, đi đến đó. Đúng, đó, con nói là chú thương nhất là cái điểm đó đó. Dạ, mà bây giờ sự việc này nó mong manh quá, thậm chí là mình không biết đi đâu luôn á. Đúng rồi. Đúng, rõ ràng. Con không biết đi đâu luôn, tại vì bạn chú, tại những cái địa điểm trong ký ức người ta giờ đi hết rồi. Nó thay đổi quá. Quá đổi, không ngờ luôn đó, nó không ngờ luôn á, trời đủ lên cái tự nhiên nó không ngờ luôn. Nếu như tìm không được thì chú có buồn không? Coi như là cái ước mơ của mình nó thì nó đã không còn nghĩ nữa. Đó. Coi như số phận mình vậy thôi, chứ biết sao nữa. Chứ biết sao nữa bây giờ. Còn cái gì nữa đâu. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Thật sự hết rồi. Trong ký ức. Bởi chuyến đi tìm này là một chuyến cũng gọi là một chặng đường dài. Với trước kia mà chú thì đi tìm hai lần thì... rất là không tới ngày, đi không tới để đi về, còn chuyến này là có thể tới nơi luôn cho chú thời gian là lâu dài luôn đó, mà nếu mà tìm không được sự mong manh chính cái người hồi đó là chỉ huy sư đoàn đây, người ta còn nói luôn, những người ta cũng giống như anh luôn, người ta còn tìm không ra, có một số thì người ta tìm ra, có một số người ta chết thanh niên xung phong. Thì hồi xưa mà trai trẻ mà gặp gái ai cũng thích, nó thẳng luôn, ai không chọc. Mà ngày xưa đẹp trai như chú Tuấn gì nữa. Trời ơi, hồi đó hồi xưa khó nói. Không, trong lòng á thì lúc đi nôn nao. Bây giờ nghe được cái câu chuyện mà cái anh đó, anh ở đây đó, nói ra thì cái tâm tư của mình nó ổn định lại rồi. Nó ổn hết rồi đó. Nó không còn cái kiểu như là này nọ này kia phải không? Có nghĩa là không còn dương dân, không còn kiểu là khó chịu ở trong lòng. Không còn khó chịu trong lòng. Được cái ước nguyện của mình trở về đây đó, đúng không? Đó. Đó là cái tuyến đi mình nó như vậy là quá mừng rồi đó. Thiệt luôn. Giờ hai đứa con không thôi cứ ngẫm nghĩ hoài. Dạ. Bây giờ ngày mai thì mai mốt mình cũng sẽ còn ở đây. Ừ. Để cho chú hỏi nguyện cái ước nguyện. Chú nói là thôi. Vừa hồi như thế thì chú cũng cảm thấy hài lòng rồi. Thì mấy chú cháu mình về lại. Còn nếu như mà có cơ duyên là gặp một cái anh nào đó đi ngang anh, mình hỏi mà ngay nữa thì đó là điều tuyệt vời nhất trong cái trí tưởng tượng của chú cháu mình. Hỏi con rồi. Cái băng buồn đó, bây giờ nó đi vô chào quýt rồi, mình biết chào quýt rồi. Chú không biết luôn. Thật sự luôn. Rồi ổng còn nói giờ chú có biết chào quýt nữa, giờ chú có tìm được đâu. Tại cái sơ đồ của chú quá mong manh. Mà cũng hơi cho chú nha, sao cái thời đó sao chú không chịu lên, chú lên rồi cái đội thanh niên xung phong đó là chết rồi. Ổng móc điện thoại của ổng ra luôn mà. Gọi cái người mà hồi đó thanh niên xung phong mà 585 á là cũng chết luôn. Còn chú 581 cũng banh luôn. Trời ơi lụ. Thôi cũng mình còn điều may mắn rồi. Điều may mắn đó, nói ra cái điều đó may mắn, số mình có. Được tìm lại cái vùng đất xưa thì nó càng hạnh phúc hơn. Nhưng mà trọn vẹn là chưa gặp được con mình thôi. Nhưng mà nó chả gần cuối thời luôn. Cuối đời luôn. Đúng rồi đó. Cuối đời. Hết rồi. Bây giờ mấy chú cháu mình chắc có lẽ là đi ăn trưa quá. Đi ăn chơi đi coi. Bây giờ cái tâm tư của chú giờ hầu như không còn nghĩ nữa rồi. Không phải đó. Như vậy là quá đầy đủ mà thương hai tụi con rồi đó. Quá đầy đủ rồi. Cảm ơn chị rất nhiều đã xem video clip đến thời điểm này. Cũng đã về đây thì chắc có lẽ là chú cháu cũng sẽ cùng với chú Tuấn đi vòng vòng một vòng Tây Nguyên cho cô bác anh chị biết luôn ha.